Alo, đây đây bác nhá, bác điện cho em 3 ngày nay nhưng bận quá. Em bán cho bác yên zin này, chiều rưỡi này. Rồi. Tay sách nô nhá. Vâng. Trăm, em lấy bác 150 thôi. Được chưa? À không biết. Có hàng đẹp hơn rồi. Hàng đẹp hơn, bác mang ra đây. Em lấy bác 1 triệu nhưng lấy 900 thôi. Bác nghe em. Đây, bác mang đây. Vâng. Đấy, mang đây, 150 với 900 đấy, đây. Kể cả chăn xích lô em bảo bác là 150 nhưng mà bác lấy chăn xích xịn lấy 900 đấy. Lấy cái này 900 thôi. Đây là 900 là cả xin mới ở đây. Bác nghe em lên lấy cái này đi. Nó dày dặn nó khô luôn. Bỏ này ra. Bỏ cái lô ra. Rồi con xe sau này thì là hàng thép trắng này được rồi. Em đọc lại giá này. Đi ok không? Ok luôn. Còn bác thích thì vào hàng thép trắng kia thì nó tầm khoảng 800. Bỏ cho hai cái chắn bùn màu đen luôn. Chắn bùn gì ạ? Trước sau, cái chắn bùn sau cái dây trắng á. Rồi lấy đôi cặp dè đấy, bác lấy loại à, thôi bác lấy loại 50 thôi nhá, là được rồi. Lấy 50 một cặp đấy thôi. Đốt, đấy. Đốt. Chuyện mấy cả cái thêm biểu tượng logo 80.000. Thấy chưa? Rồi. Em cộng tiền này. Rồi, cộng tiền. 900.000 này. 900.000 là 1.8 triệu. 1.8 triệu với 1.5 triệu là 3.3 triệu. Mới lấy cái này 200 thôi nhá. 200.000 là 3.5 triệu. 3.5 triệu mới logo 80 là 3.580.000. Đâu logo đi, màu đen đúng không? Màu đen. Đưa này đây. Đưa cái này đây. Đấy nhá. Hai cái này 50 này. Hai này 50 này. Công khai này. 50 là 2.5 triệu, 2.5 triệu, 80 là 2.630. 2.630 đúng không? Chốt chưa? Rồi. Mấy ship của bác này em đoán là phải tầm 3.6 triệu chứ. À, 3.630. Mấy ship của bác nữa bao nhiêu thì bưu điện nó cộng bác nhá. Rồi. Bây giờ bác bìa bác chuyển khoản đủ cho em hay là bác chuyển cọc thôi, tùy bác. Rồi chuyển cả cũng được. Ok, thế em gửi xuất bác ở đâu ạ? Bác đọc địa chỉ tên tuổi ạ. Võ Văn Hải. Vâng. Xóm Thấp Bay. Vâng. Xã Nghĩa Thành, Nghĩa An. Vâng. Ok, em chốt bác Hải nhá, Nghệ An. Đồ này em công khai giá hết, đắt hay rẻ em không cần biết. Nhưng mà đồ của em là đồ đẹp. Và em nói rõ giá gió đây. Đây 900.000 nhá, mà nhìn này zin nhá. Đấy, lô nó có 150 thôi. Cái này lỗ nó có thế thôi. À đổi cái này đi, đổi cái này cho bác, cái này bị chấm cái này rồi. Mất công rồi, đây chấm tí rồi, đổi cái khác đi. Đấy, mấy đôi này của nó là đôi thừa tiền này. Vừa tiền lắm, cái này vừa này. Đấy có 50.000 nữa bác, nó có 50.000 thôi này. Đôi giảm sóc nữa. Đôi giảm sóc sau nữa à? À rồi. Em ơi, mang đôi luôn. Rồi, mang đôi giảm sóc sau này nữa. Ông em bảo bác là bao nhiêu tiền? 500 đúng không? 500 thế là 3.630, rồi tính 3.6 đi. Thế là 4.1 triệu, được chưa? 4.1 triệu cộng ship nhá. Em cũng thoải mái, đôi giảm sóc sau nữa, mang đôi giảm sóc sau đây nhanh lên. Cầm luôn đôi giảm sóc sau đây, quay cái video cho nó rõ ràng đi nhanh lên. Đấy. Em làm cái gì em công khai hết, xong này bây em cho nhân viên nó đóng gói lại. Nó gửi theo địa chỉ của bác nhá. Bây em gửi cho tài khoản bác chuyển cho em 4 triệu, bác chuyển cho em là 4 triệu mốt. 4 triệu mốt cộng với ship em tính, thôi em tính 100 thì thừa thiếu em chịu cho, nhá. Là 4 triệu 2, chắc chắn là hơn 100 nhưng em tính 100 thôi, nhá. Đây. 4.2 cả chứ. Rồi bác chuyển 4.2 nhá, đây giảm sóc đây nhá. Ok nhá. Em chào bác nhá. Em nói luôn giảm sóc là lô, dè sau là lô. Mình gọi thế. Để chắn bùn là lô, còn lại này em bán zin. Ok chưa? Còn có biểu tượng win nữa. Bây giờ bác chuyển 4.2 là bao ship hết, em cho Như Minh đi gửi nhá. Rồi. Ok.